Không phải chỉ có sữa mới bổ sung canxi, giúp trẻ cao lớn mà có rất nhiều loại rau củ, quả, các loại hạt, bổ dưỡng, chứa lượng canxi còn dồi dào hơn cả sữa. Bố mẹ có thể cho trẻ ăn rau cải chip. Trong 100g rau cải chip có tới 105mg canxi. Bên cạnh đó, cải chip còn có rất nhiều vitamin A, vitamin C, folic acid, sắt, beta-carotene và kali, giúp hình thành hệ xương và tăng trưởng chiều cao cho cơ thể. Cải xoăn. Mỗi đĩa salad cải xoăn có chứa đến 315mg canxi, nhiều hơn cả lượng canxi có trong một cốc sữa bò. Ngoài ra, cải xoăn chứa nhiều vitamin K là yếu tố hình thành của osteocalcin, giúp xương chắc khỏe. Đậu nành. Trong 100g đậu nành có chứa gần 400mg canxi, cao hơn nhiều so với lượng canxi trong sữa. Ngoài ra, lượng canxi trong đậu nành dễ hấp thụ hơn nhiều so với canxi trong sữa. Các sản phẩm làm từ đậu nành lại rất dễ ăn, dễ làm, rất phù hợp cho bé. Bông cải xanh. Loại rau này rất giàu các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi và vitamin K, hai nguyên tố rất quan trọng với sự vững chắc của xương, giúp phòng chống loãng xương. Chất xơ, protein crumb, carbon hydrate, vitamin A, vitamin C có trong bông cải đều rất tốt cho sức khỏe. Cần tây. Cần tây có chứa nhiều canxi, sắt, giàu protein, nhiều axit amin tự do, tinh dầu, mannitol, inositol, nhiều loại vitamin giúp tăng cảm giác thèm ăn, rất có ích cho quá trình tạo xương và giúp các khớp luôn khỏe mạnh. Măng tây. Măng tây chứa khá nhiều canxi, kali, vitamin A, vitamin C và vitamin E. Đây là những dưỡng chất giúp bảo vệ các khớp và hỗ trợ trong việc xuất hiện sụn, bảo vệ khớp xương khỏi bị hư hại, giúp hệ xương của bé phát triển. Củ cải tulip. Củ cải tulip chứa hàm lượng canxi cao gấp 4 lần so với những loại cải ít đắng cùng họ với nó, chẳng hạn như cải bắp. Bên cạnh đó, củ cải tulip cũng có thể bổ sung gấp đôi lượng canxi có trong mù tạt xanh. Một phần ăn 100g củ cải tulip có chứa 190g canxi. Rong biển. Rong biển cũng chứa rất nhiều khoáng chất, iốt và chất xơ có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển chức năng tuyến giáp. Ngoài ra, rong biển có chứa 126mg canxi. Bạn có thể sử dụng rong biển để chế biến nhiều món ăn và canh khác nhau cho bé nhé. Hạt điều. Trong số các loại ngũ cốc, hạt điều có thể bổ sung tới 114mg canxi. Bạn có thể sử dụng hạt điều đi kèm với chút sữa đậu nành, không béo và dâu tây để tăng thành phần dinh dưỡng cho bé. Và cuối cùng là hạt chia. Hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa, chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia có chứa tới 233mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong một cốc sữa 209mg canxi. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!